Thì các bạn, cái bánh xe này nè, cái bánh xe của chiếc xe này ha, nó đang trong tình trạng là các bạn bể mặt đạn liền phát luôn. Thì lại mình đó thì mình quay mình nghe tiếng là nó bể mặt đạn. Đó thì khách hàng nói là chiếc xe này em mới thay mặt đạn, nó mới thay đây sau bể. Đó thì mình tháo ra là bể gõ gàng quàng. Thì mình sẽ thay cái mặt đạn mới. Đó mình đóng ra nè. Thì các bạn thấy không? Mình gắn một cái mặt đạn mới vô rồi nè. Thì nguyên nhân ở chỗ này nè các bạn. Đó mình đóng ra ha. Thì mình thấy nè các bạn. Mình thấy cái ống chỉ chỗ này nè. Nó các bạn thấy không? Các bạn thấy nó dư không? Thấy nó dư không? Nó dư hơn cái mặt này nè. Đó, nó hư dư hơn cái mặt này mà không chú ý nè. Rồi lại nó thêm một cái nghịch lý nữa nè các bạn. Khi mà nó dư ống chỉ đây rồi mà mình không biết là lúc trước là làm sao đó mà lại canh thêm một cái lồng đèn này nữa. Thì các bạn nghĩ đi, nó dư cái ống chỉ rồi mà canh thêm một cái lồng đèn nữa thì nó càng dư nữa thì nó phá mặt đạn liền phát luôn các bạn. Đó. Thì cách xử lý thì như sao? Thì đối với trường hợp này nó dư ống chỉ thì không được các bạn. Đó, mặc dù là các bạn gắn vô các bạn quay bánh xe nó nhẹ. Đó, quay bánh xe nó nhẹ nha, nhưng mà nó phá mặt đạn liền phát luôn. Thì cách xử lý như sao? Thì các bạn dùng cho mình một cây thước kẹp nha. Đó, ở đây là cây thước kẹp. Đó. Thì các bạn đưa cái lực mặt đạn này nè. Các bạn chống vào đây. Đó, chống vào đây vừa đụng cái mặt đạn này các bạn thấy không? Đó, nó vừa đụng mặt đạn dưới. Đó, cái thước của mình nó vừa đụng cái lưng của cái trên nè. Đó. Lúc này thì ok. Ok xong đúng không? Thì mình sẽ siết cái ngóc này lại nè. Rồi. Mình sẽ kẹp cái ống chỉ cho bạn xem. Thì các bạn thấy không? Lúc này ống chỉ của mình dư nè. Đó, nó dư nè. Bạn thấy nó dư không? Đó, thì lúc này cái ống chỉ của mình nó dư nè, các bạn thấy nó dư nè. Thấy không? Đó, thì mình dùng cái nước này mình làm dấu đây nè các bạn. Đó, thì các bạn thấy nó dư không? Nó dư ở vị trí này. Đó, bắt đầu mình sử dụng cái lưới cơm làm giống nè các bạn. Đó, mình sẽ làm giống ở đây nè. Mình sử dụng đá mài. Mình sẽ mài cái mặt này. Hoặc là mình đưa lên phương tiện mình vớt. Nếu các bạn có phương tiện thì các bạn đưa lên vớt. Còn nếu không có phương tiện thì các bạn đưa lên mài ha. Mài bớt công chỉ. Mình có phương tiện thì mình đưa lên phương tiện mình vớt các bạn. Đó, mình có phương tiện mình đưa lên phương tiện mình vớt nha các bạn. Và không có thì đưa lên máy mài không sao hết trơn nha. Này các bạn, sau khi mình vừa tiện xong nè. Thì mình thấy cái thước kẹp này hồi nãy của mình kẹp vừa các bạn, vừa cái mẫu nè các bạn thấy không? Thì nó vừa tới đụng như vậy nè. Đó, thì nó đã ok ha. Đó, nó đã ok thì mình gắn vô. Rồi các bạn, mình gắn vô như vậy là ok ha. Đối với những trường hợp mà chiếc xe mà thường bể mặt đạn đó thì các bạn cần phải kiểm tra như vậy ha. Rồi, mình là Trần Bạn Giang ha. Video của mình đến kết thúc. Các bạn xem video của mình thấy ok thì nhớ cho mình một like và đăng ký ủng hộ nhé. Các bạn là các bạn.